Sản phẩm phân bón vi lượng Nesa và Mica đang được bà con nông dân ở nhiều vùng chuyên canh trồng cây ăn trái, khu vực đồng bằng sông Cửu Long tin dùng. Dòng sản phẩm phân bón có ưu điểm an toàn và thân thiện với môi trường này do Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Delta sản xuất và phân phối. Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Delta được thành lập và hoạt động từ năm 2010, có trụ sở tại số 132K, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đây là hình ảnh nhân viên công ty Delta vận chuyển lô hàng phân bón vi lượng Nesa và Mica từ công ty đến vùng chuyên canh trồng cam ở xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Mọi việc từ khâu bảo quản đến vận chuyển đều an toàn, chuyên nghiệp và đúng hẹn với khách hàng nông dân. Còn đây là một buổi hội thảo giới thiệu sản phẩm phân bón vi lượng Nesa và phân bón vi lượng Mica. Hội thảo diễn ra ngay trước hiên nhà của một gia đình nông dân ở xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn. Hội thảo diễn ra trong không khí thân thiện và cởi mở. Bà con được tư vấn về chất lượng, công dụng, cách sử dụng sản phẩm cũng như thông tin về giá cả, các chương trình khuyến mãi khá cụ thể và hợp lý. Tại hội thảo, nhiều nông dân đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra những nhận xét xác thực về hiệu quả và sự tiện ích khi đã sử dụng dòng sản phẩm phân bón vi lượng Nesa và Mica của công ty Delta. Thì vừa qua là trạm khuyến nông Trà Ôn thì có phối hợp với công ty bảo vệ thực vật của Delta là có trình diễn về phân tưới cho cây ăn trái. Thì là sản phẩm Nesa thì cho 10 hộ nông dân ở xã Hòa Bình. Thì qua cái thời gian trình diễn thì hôm nay thì tổ chức hội thảo nhằm đánh giá lại cái kết quả mà bà con nông dân tham gia thực hiện trên cây ăn trái. Thì theo ghi nhận và đánh giá của bà con nông dân thì sản phẩm thì nó rất là tốt cho cái đặc biệt là bộ rễ của cây. Thì sau thời gian bà con tưới thì khoảng là từ 7 tới 10 ngày thì thấy cái hiệu quả rất là tốt. Thì tất cả bà con tham gia mô hình trình diễn thì đều nhận định và đánh giá là cái sản phẩm Nesa rất là tốt. Đặc biệt thì hôm nay thì hội thảo thì nó cũng là cung cấp những cái thông tin và giới thiệu cái sản phẩm của Nesa để giúp cho bà con mình sử dụng. Thì trong thời gian tới thì trạm cũng tiếp tục phối hợp với công ty để trình diễn cho bà con nông dân ở các xã có vườn cây ăn trái lớn của huyện. Nhiều nông dân ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ và vùng lân cận khi dùng phân bón vi lượng Nesa Delta Pro 04 và Mica Yumi Pro 01 tưới cho vườn cây vú sữa, sầu riêng, cam sành của mình đều cho cây trái xanh tươi, trĩu quả và đẹp trái. Vi lượng Nesa này tới cưỡi thứ 2, thứ 3 thì bắt đầu thấy bộ rễ ra rễ trắng rất là tốt và bộ lá hồng bắt đầu hồng và bắt đầu thấy nó phục hồi và đâm đọt rất là nhanh. Phân bón vi lượng Nesa này dễ xài và hợp túi tiền với bà con. Vi lượng Mica này rất hiệu quả và thân thiện với môi trường. Bà con có nhu cầu xin liên hệ về địa chỉ công ty 132K Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Hotline 0906 737 737.